SHOPMD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em tiếp tục về được một con CD ha, CD Denon S10 2 La Mã. Và em quay luôn nội thất ha, cho cả nhà mình xem. Thì đây là nội thất phía trong của con S10 2 La Mã mà em vừa mới về ha. Tất cả các cái vĩ mạch cũng như các linh kiện đều sáng đẹp như mới. Và em bao cho mình là nguyên zin không có chấm hàng nha. Nguyên zin không chấm hàng. Đây là con S10 2 La Mã nha cả nhà. S10 2 La Mã ha. Mình có các cái cổng kết nối của nó như sau. Ở đây là đường out ha, đường quang và đồng trục out. Đây là đường quang và đồng trục vào để giải mã nha cả nhà. Giải mã ha. Mình có đường AV thì gồm có hai đường ha, đường out. Đường này là đường không cho phép chỉnh âm lượng, âm thanh đường này mình nghe đường này nha cả nhà. Và cái đường ở dưới này là âm thanh, cái đường này là đường analog cho phép chỉnh âm lượng. Thì đường này âm thanh thường thường nó không hay bằng cái đường ở trên. Con này điện 100V ha, công suất tiêu thụ điện là 20W. Số seri, ôi số seri cực đẹp cả nhà, 1357, 01357 ha. Chà, số seri cực cực đẹp luôn. 01357 nè. Con này được lắp ráp tại Nhật ha. Đầu Denon S10 2 La Mã nha cả nhà. S10 2 La Mã. Đó, các cái vĩ mạch của nó đây ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Thì con S12 La Mã thì nó chạy 4 cái chip xử lý đây cả nhà. 1702 ha. Đây, 4 cái chip xử lý 1702. Rất rất ư là khủng ha. Chip xử lý 1702. Máy đẹp như mới. Quá đẹp luôn ha. Dạ, ruột gan quá đẹp luôn. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi đó là cái nội thất của con CD Denon S10 2 La Mã ha. Thì con này em vẫn bán với giá là 16 triệu 500. Đầu kèm dây nguồn đây ha, dây nguồn zin và khiển zin ở đây ha. Khiển zin của nó đây. Đó. Hôm nay em test cái đầu S10 CD Denon S10 2 La Mã cùng với con MD Sony Zia 50ES full thùng xốp em đã giới thiệu hôm trước ha. Thì con đó thì em có báo với giá với cả nhà mình là 18 triệu ha. Đầu kèm full thùng xốp và có hai cái khiển. Nếu mà bác nào không lấy cái khiển mà dạng bàn phím thì em sẽ bớt lại cho mình 500 ngàn. Hoặc là đổi sang cái ốp gỗ ha. Và con này đọc tốt ha và có khả năng ghi, nhưng mà em không bao cho mình chức năng ghi. Thì em sẽ test một khúc để mình ghi, để mình so sánh là khi mình nghe giữa CD và mình nghe giữa MD thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì cả hai con này khi mà giải mã thì mình đều phải set up TV về xuất âm cổng quang ha. Các định dạng khác là P phở CM, mình chọn cổng ở đây và mình bấm nút Red này để giải mã ha. Hiện giờ ở trong đây nó có một cái đĩa, nó có bài ha, thì em sẽ xóa cái đĩa này cho nó thành đĩa trắng và em sẽ phát bằng cái đầu đèn nông S12 ở dưới ha. Đây, vào phần edit nè, vào phần on array để xóa hết nè, bấm Z hai lần thì nó sẽ xóa hết ha. Hiện giờ là đĩa trắng. Và nếu mà mình muốn lấy tín hiệu từ con dưới lên trên thì mình để ghi thì mình bấm nút Red này để ở chế độ sẵn sàng ghi. Hiện tại em đang cắm dây AV ở đầu S12 La Mã nha. Thì em sẽ phát đầu S12 La Mã, sau đó em sẽ ghi vào đầu Zia 50ES và sau đó em sẽ phát lại bằng đầu Sony Zia 50ES để cả nhà mình nghe chất âm giữa CD cùng một nguồn ha, giữa CD và MD. Dạ. Rồi em sẽ thử nè, sẽ thử ha. Còn S12 La Mã này thì em vẫn bao cho mình test chức năng đọc ha, và trong vòng 7 ngày, hoặc là chức năng giải mã thì mình chỉ cần gạt xoay cái nút này thôi ha. Rồi bây giờ em sẽ phát và mình nghe bằng cái đầu S12 La Mã ha. Và trong đó, trong lúc mà nghe thì mình sẽ tiến hành mình ghi bằng cái đầu 50. Đây là nút play nè ha. Thank you.
Em vừa ghi trên đầu Sony Zia 50 nha. Bây giờ em sẽ rút dây ra và em sẽ cắm vào đầu Zia 50 để cho mình nghe một cái đoạn mà mình vừa mới phát ở bằng đầu S12 La Mã nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ phát lại cái bài mà mình vừa mới ghi nè ha, trên đầu Sony Zia 50. Mình vừa nghe phần trình diễn của CD và MD.
Và em sẽ không nói gì nhiều ha. Em sẽ không nói gì nhiều đâu. Cả nhà mình tự so sánh giùm em ha. Cùng một nguồn phát đầu CD Denon S12 La Mã 16.500.000 và Sony Zia 50ES cùng giá tiền ha. Cùng thu từ đĩa CD thì chất âm của nó như thế nào? Cả nhà mình cho em ý kiến nhận xét ạ. Em sẽ không có đánh giá nhiều. Rồi em vừa kết thúc phần giới thiệu đến cả nhà mình một con Denon S12 La Mã đầu CD có chức năng giải mã 24 bit và một cái đầu MD Sony Zia 50ES cũng giải mã 24 bit ha. Chất âm thuộc dạng là theo em đánh giá là hay nhất của dòng MD. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.